Rồi, chào mọi người. Hôm nay xin giới thiệu cho mọi người một cái cây gốc laser ha. Thì cái này tôi đã giới thiệu rồi, nhưng mà hôm nay tôi chưa giới thiệu cụ thể hơn ha. Thì cái cây gốc laser này nó có cái mã là DIML02. Thì cái chức năng của nó là dùng để phát ra hai cái tia laser vuông góc với nhau. Đó, để chúng ta ke gốc, dùng để ke nền hoặc là ke tường, ke đó. Chúng ta cần vuông góc. Đó, ha. Đây, tôi xin thua người xem nha. Đây, đây là chiếc cái kè gốc là nhà ha. Thì này nó có hai cái miếng này là hai cái hít, thì nó hít vô cái gạch đó, thì là đó cho nó không bị sụt sịch ha, thì giảm mạnh lên thôi đó. Thì chức năng của nó là dùng để hít ha. Còn hai này hai ống thủy để cân bằng đó, cân cân cho cái hai cái mặt này nó đều nhau đó đó ha. Hai ống thủy thì để tôi cắm pin cho thử nha. Cái này nó xài là ba pin AA nha. Đây, ba pin. Đấy. Thì chức năng nó chiếu hai cái tia này nè, vuông góc với nhau. À, thì tôi cũng xin nói rõ thêm cho mọi người ha, thì cái chức năng của cái ke này, thì nhiều người mua cái ke này về á, chúng ta dùng để ke nền mà với chiều dài khoảng cỡ vài chục mét á, thì cái loại này nó không có ke được ha. Cái này nó ke được nằm trong tầm khoảng cỡ 5-7 mét là ok. Bởi vì những cái tia này nè, là nó nhỏ, nó mịn. Những cái tia nó mịn lắm. Nè, mọi người thấy cái đường tia không? Cái tia này nó nhỏ hơn một ly đó, khoảng ly à. À, cái tia này khoảng cỡ ly đó, nó tầm khoảng ở trên dưới ly thôi, theo tôi là trên dưới ly thôi, nên nó chiếu nó không có xa lắm. Nếu mà chúng ta làm trong điều kiện tầm 5-7 mét là ok, bởi vì cái tia này càng xa nó càng nở. Ví dụ ở đây nó ke ở đây ra tới ngoài cỡ 7 mét là tia nó đã nở lên thành mấy ly rồi, cỡ hai ly mấy rồi. Nó xa nữa thì càng nở, nên chúng ta càng xa chúng ta làm nó không có chính xác. À, nên cái ke này chức năng của nó chỉ làm trong điều kiện tầm khoảng cỡ 5-7 mét thôi. À, cũng ngoài trời cũng không thấy đường luôn nha, lưu ý nha. Ke này ke trong nhà đó, ngoài trời cũng không thấy đường luôn. Yeah. À, những cái tia đó nè. À, dùng để ke gốc. Thì chúng ta cần cái ke gốc này, ví dụ chúng ta đi công trình người ta lát gạch á, mà nó không có góc vuông á, thì khi mà chúng ta lát nền vô rồi thì nó gần cuối đó, cái gạch nó bị hở nhiều quá là không, nó không có ke, thì cái đó là chỉnh sửa rất là cực. Thì đòi hỏi những cái này thì nó rất là tiện dụng ở trong đó. Ta chúng ta cần cặp ke cho thôi, là nhìn nó có biết nó có chính xác hay không. Ngoài trong xây dựng thì nó trên lệch nhau khoảng cỡ lát gạch thì cỡ 5 ly thì nó cũng bình thường thôi. Chúng ta có thể ăn gian cái đường ron ra một xíu đó ha, thì nó ăn gian đường ron ra một xíu thì nó vẫn có cái độ sai số tương đối của nó. Trong xây dựng thì chúng ta không phải đòi chính xác 100%, nó vẫn có độ sai số, nhưng mà nó sai số là số cái tia nè. Dụ đầu này là cái tia nó nhỏ, càng xa ra tia nó càng to, thì chúng ta sẽ cắm cái điểm ngay thời điểm đó, ngay điểm tia to đó, thì có thể là nó sai số, nhưng mà điều đó chấp nhận được ha. Thì cái ke gốc laser này ở bên cửa hàng tôi đang bán với giá là 250.000 nha. Thì 250.000 ha. Đó. Ke gốc vuông. Rồi, mọi người có nhu cầu mua hàng hãy liên hệ với tôi theo số điện thoại bên trên màn hình nha. Rồi, cảm ơn mọi người, xin chào.